chẳng thấy nỗi nhớ tan không màu. Đêm sẽ run rẩy, mọi người trong nhân gian đừng mất nhau. Các bạn đang lắng nghe chương trình Beat Đất Nhạc, nơi mà chúng mình sẽ ngồi xuống và lắng nghe những câu chuyện đằng sau những bài hát và album qua chính lời kể của những nghệ sĩ đó. Thôi rồi. Ông thua rồi ông ạ. Bạn muốn bỏ qua video này, nhưng sự thật là mỗi ngày có đến 7 phụ nữ Việt Nam qua đời vì ung thư cổ tử cung, căn bệnh gây ra bởi virus HPV. Đừng để điều đó ảnh hưởng đến tương lai của bạn. Phòng ngừa HPV ngay hôm nay. Xin chào tất cả khán giả của Beat Tất Nhạc. Chúng tôi đã có một tình bạn chắc là phải tầm 30 năm, hơn 30 năm. Từ thời năm 90-91, 2017 chúng tôi lại kết hợp với nhau làm cái album này. Đầu tiên là em xin chúc mừng mọi người đã ra mắt album Những Con Sông Ngón Tay vào ngày 8 tháng 3 vừa qua. Đó là một cái album một cái album rất là ngọt ngào đối với em, như một câu chuyện cổ tích vậy. Chắc là trong lúc quá trình làm nhạc thì mọi người cũng đã nghe rất nhiều lần cái album này. Thì bây giờ mình sẽ chơi một trò chơi nghe nhạc đoán bài hát. Sẽ có 5 vòng chơi và độ khó sẽ tăng dần. Mình sẽ nghe một đoạn nhạc ngắn từ các bài và mọi người sẽ đoán xem đó là bài gì. Chuẩn bị nè. Em. Wow. Rồi bài tiếp theo. Hà Nội sẽ chưa ba. Nhưng chị vẫn ăn 2 điểm nhé. Dạ đúng rồi. 2-1. Những con sông ngón tay. Wow. Nỗi nhớ không đặt tên. À, ok. Cho anh ăn. Cho nó khó thế nào. Ba. Tưởng thôi rồi. Ông thua rồi ông ạ. Xin chúc mừng chị Hà đã giành chiến thắng. Tưởng thôi rồi. Lòng vẫn ngát. Thì khi mà em lên trò chơi thì em nhận ra là album này rất là nhiều màu sắc và rất là nhiều thể loại. Mặc dù là nhìn vào bìa thì có thể là mình tưởng tượng là nó một kiểu du dương thôi, nhưng mà rất là nhiều cái style được lồng ghép vào trong cái album này. Thì không biết là bây giờ mọi người có thể kể tên tất cả những dòng nhạc được kết hợp vào trong album này được không ạ? Thì chị nhường ông này nha. Tên thì... chờ ông nói. Bài đầu tiên thì là bài tôi lên nhặt ra. Bài thứ hai là bài da blue này, có cả rock này, pop này, có một cái thể loại mà new age hình như là cũng có cái tiếng thiên nhiên vào, có một cái loại mà nó cũng không nằm trong cái list của thế giới hay là Việt Nam, là cái loại suy tưởng, tạm gọi là nhạc suy tưởng mới nghĩ ra. Những cái phong cách tiêu biểu của album này ví dụ như là có nhạc jazz này, có progressive rock này, rồi có nhạc pop cũng rất là nhiều. Mà có lẽ là nó gọi là semi-classic pop. Tại vì nó có classic. Nhạc pop nhưng mà nó có cả semi-classic là vì nó có cả dàn dây vô đó nữa. Acoustic cũng có yeah. Thì chị nghĩ đây là những cái nét đặc trưng. Cái em khá ấn tượng ở album đợt này là cái bìa album thì nó rất là như một cái chuyện cổ tích với em. Nhìn nó rất là thơ mộng. Thì không biết là mọi người có thể chia sẻ thêm về cái thiết kế này được không ạ? Cái người họa sĩ thực hiện bìa là Đỗ Đăng Thường, là người cũng đồng thời thực hiện bìa album bản nguyên cho Những Con Sông Ngón Tay. Là chị có hẳn người họa sĩ vẽ cho 3 cái bức tranh, 3 bức chân dung. Là đầu tiên là chị định sử dụng là một trong những bức chân dung đó chị sẽ làm bìa đĩa. Đấy. Xong rồi đến cái lựa chọn thứ hai là bảo ảnh phong cảnh, và lựa chọn thứ ba là AI generating. Thì sau khi mà bọn chị review tất cả các cái phương án ấy, mình chốt lại với nhau là làm AI. Kết quả cuối cùng thì là chị rất là thích cái bìa album này. Nó rất là mềm mại, nó đúng với cái ý nghĩ của mình về cái album này. Cái màu xanh ấy, màu xanh chủ đạo của album á, thì đó là màu tuổi của cung xử nữ, là cái tuổi của chị. Cái màu lục thủy đấy là màu màu của tháng xử nữ. Vừa xanh lam này, vừa xanh green, vừa green. Gọi là lục thủy ấy nhỉ. Nếu mà có 3 tính từ để miêu tả cho cái album này hoặc là cái cảm giác mà album này mang lại thì nó sẽ là 3 tính từ gì? Sâu, sâu deep, mềm mại. Sâu deep á? Deep, sâu.
mềm mại và là sâu sắc, ý là sâu. Ở trực giác nổi loạn này, một cái từ tựa như vậy. Ba tính từ của chị là tính nữ, an yên. Nghe có cảm giác rất là an yên. Nhà Huy nhỏ. Ôi Huy ơi, quên mất từ. Cái gì mà cho làm lại quả này nhá. Vậy thì bây giờ nó sẽ là một tính từ bí ẩn mà khán giả sẽ phải đoán xem chị. Thôi, số 3 để nhờ khán giả chêm vào. Từng con sông trên những ngón tay. Hãy tự bảo vệ bản thân ngay hôm nay bằng cách dự phòng HPV và tầm soát định kỳ. Bọn mình thực hiện cái album này trong đúng cái mùa dịch ấy. Tức là bắt đầu bị cách ly rồi này rồi nọ. Thế thì cả ngành công nghiệp giải trí là tê liệt, không ai làm gì cả. Bởi vì không được gặp đông người mà. Bọn mình mới bảo nhau là thế giờ ngồi đây thì biết bao giờ mới cái chuyện này nó kết thúc. Trong lúc đấy thì mình cứ làm gì đi. Thế bây giờ mình đang có sẵn cái tập nhạc rồi. Một cái tập nhạc mà bản thân anh Trần Đức Minh cũng rất là tâm đắc, được phối hợp với lời thơ của chị Phan Lê Hà. Chị rất là muốn làm một cái album analog. Tức là ngày xưa nhá, từ cái thuở mà chị còn mười mấy tuổi ấy, chị đi thu âm ở Đài Tiếng Nói Việt Nam ấy, thì phần đông là cái thuở đầu tiên mà chị đi thu âm là không có digital như bây giờ đâu. Tất cả thu bằng băng cối hết. Cái phòng thu nó rất là to. Có những cái bài hát nhá, khi mà thu có thể tưởng tượng được không, là ban nhạc, cả một ban nhạc giao hưởng đồ sộ đánh cùng lúc với mình luôn. Mình hát cùng lúc với họ luôn. Và nếu như mà sai, ai mà sai một tí ấy, thì người ta phải quay lại từ đầu. Bởi vì không thể nối được, băng cối mà. Có lẽ là lâu quá rồi, mình đã ở trong cái thế giới digital này lâu rồi ấy. Thì mình rất là muốn, mình rất là nhớ những cái cảm giác được làm những cái việc mà nó thủ công, nó cơ bản như là analog. Bởi vì bản thân cái màu sắc âm thanh của analog nó cũng rất là khác với digital. Thì lại đúng lúc đó thì không thể thực hiện được. Làm sao mà đi đến một thành phố khác để lấy một cái studio to tiêu chuẩn của analog để thu được. Thế cuối cùng là bọn mình đưa ra một cái giải pháp analog giả. Mấy anh em họp nhau lại trong một cái studio. Thông thường ấy thì ở công việc sản xuất là anh Minh ví dụ làm việc với những cái công việc, những cái bài hát khác hay album khác chẳng hạn, thì anh Minh sẽ phải làm demo trước đúng không? Phải thu demo này, xong rồi ca sĩ nghe này, ca sĩ hát theo demo này. Ca sĩ hát xong rồi thì ban nhạc mới vô gọi là overdub, tức là thu lại những cái phần nhạc sống nào mà cần thiết. Còn những cái phần nào không cần thiết thì vẫn là digital, tức là các cái sao âm thanh làm bằng máy tính. Đấy là cái công nghệ mà, tức là cái mà bây giờ ai cũng làm như thế hết. Tất cả mọi người đều làm như vậy. Thì khi làm cái dự án này thì chị mới nói với anh Minh là thôi anh Minh ơi, bây giờ tất cả là phối giấy hết thôi. Là anh Minh chỉ hòa âm trên văn bản giấy và vào phòng thu thì ban nhạc chơi. Ở khi trong cái quá trình mình chơi nhạc đấy ấy, thì mình cũng ý kiến của tất cả các anh em và của bọn chị nữa là ra vào như thế nào, làm cho nó thành một cái khung bài. Thế sau khi đồng thấy cái khung bài ok rồi đấy, ổn đấy, thì chị phải vô hát. Chị vô hát là tức là cái phòng thu nó có hai ngăn. Có một cái ngăn là cho người hát, thì chị sang cái bên hát ấy, chị hát để cho ban nhạc ở ngoài này họ đánh live. Họ đánh live trên cái tinh thần là họ nghe thấy cái tiếng hát của người ca sĩ. Thì cái cảm giác nó rất là sống, nó không phải là ai thu trước ai thu sau, nó sẽ cảm giác là chết, hiểu không? Nếu mà nhạc giống như là làm nhạc demo xong ca sĩ hát, nó cũng không có thể có được cái cảm xúc giống như sống động của tất cả 4-5 con người là cùng đang chơi nhạc với nhau cùng một lúc như vậy. Thì nó cũng tương tự như là lúc mà mình làm thu đĩa analog. Sau đó ban nhạc thu xong rồi, hết cái phần nhạc thu xong hết rồi, thì là ca sĩ mấy ngày hôm sau mới vào phòng thu để thu cái giọng hát chính của mình, thu thật đấy, thu hát thật ở trên cái track nhạc đó. Và sau đấy thì lại đến công đoạn là khi chị đã thu được tiếng hát đẹp đẽ và hài lòng rồi, anh Minh và anh Phương sau đó lại tiếp tục gọi là overdub, tức là thu lại những cái phần nào mà chưa nghĩ đấy, thì hai anh làm lại, hoặc là kêu các cái bạn nhạc công bữa trước á, vô đánh lại. Nó là cả dây nữa, thì là mình và các phần và phần dàn dây. Có rất nhiều bài hát ở trong này, ví dụ bài Em này, bài Đêm Hè Cuối này, Những Con Sông Ngón Tay, là khi mà tụi chị thu với nhau là có hai người đánh một guitar và một hát thôi. Xong sau đó thì anh mới viết dây, rồi anh kêu dàn dây vào đánh thêm vô.
quy trình thực hiện ấy, nó rất là kiểu như là cơ bản đấy, và nó đúng như cái là giống như là cổ truyền của làm nhạc từ xưa tới nay. Cái quá trình sản xuất nó lại kỳ công đến như vậy. Ôi trời. Không kỳ công làm sao mà hay. Đêm dần trôi, bóng ai xa vời, bóng tôi xa vời, bóng đêm rơi rụng ngoài sông vắng. Rất là nhiều bài hát trong album này là được phổ nhạc từ những cái bài thơ của chị Phan Lê Hà. Thì không biết là mọi người có thể chia sẻ thêm về chị Hà, cũng như là tại sao lại chọn những cái tập thơ của chị Hà? Cái khởi nguồn của cái album này là khi mà nhà thơ Phan Lê Hà được một người bạn là nhạc sĩ Ngô Hồng Quang giới thiệu đến nhờ anh phối khí và phổ thơ những cái bài thơ của chị. Thì anh thấy là rất là thú vị khi mà mình phổ thơ, mang lại cho mình những cái nhạc mới, những cái nhạc mà trước đây mình không nghĩ. Viết được những bài đầu tiên, xong đến năm 2017 thì viết được rất là nhiều, không hiểu sao có năm đấy được 8 bài. Hình như là trong 2 ngày viết 3 bài, trong đó có bài Những Con Sông Ngón Tay, Liên Đồng. Liên Đồng. Đấy thì là chị Hà nhận lời và quyết định, anh em bàn là quyết định là thành một cái album concept, tức là nó có nội dung xuyên suốt. Trong cụ thể trong album này có 8 bài là phổ thơ của chị Phan Lê Hà. Thơ của chị rất là nhiều cái suy tư, rất nhiều cái trăn trở. Đặc biệt là có những cái ý tưởng rất là mới thì là nó tạo động lực cho nhóm làm việc. Không biết là chị có thể chia sẻ thêm là concept lúc đó trong đầu chị nghĩ là concept gì? Thứ nhất đầu tiên thì vì là phổ thơ nên là nó đã có tính thơ ở trong đấy rồi đã này. Nhưng mà ngoại ra thì chị thấy nó rất nhiều hình ảnh, giống như nó có cả thơ, cả nhạc, cả hội họa, cả gọi là nó rất là cinematic nữa, tức là nó cũng rất là phim ở trong đấy nữa. Thì chị thấy tất cả những cái nguyên liệu đấy xuất hiện cùng lúc ở trong một tập nhạc. Thì chị thấy là nó đủ thú vị. Chị thấy là nó rất là mềm mại, nó nữ tính, nhưng mà nó vẫn có những cái khao khát mãnh liệt, giống như là nó chỉ ở cái lớp ngầm ở dưới cái vẻ nhu mì và mềm, đấy là cái bề nổi thôi. Còn cái bề chìm của nó thì nó vẫn rất là nhiều khao khát mãnh liệt và có cả một chút của cái sự nổi loạn ở trong đấy nữa. Cái đĩa trước của chị là bản nguyên, nó là đĩa rock, nó mạnh, đầy một cái thái độ đối diện trực tiếp với cuộc sống và rất là giống như nóng, giống như rất dương ngoài âm trầm, dương ấy, dương ngoài rất là dương, và dương là lửa ấy, cháy vùng lên ấy. Chị nghĩ là cái lúc mà ra bản nguyên ấy là cái giai đoạn mà chị cảm thấy rất là chị thấy bực tức với cái thế giới xung quanh của mình, và đấy là một cái thái độ phản kháng cái xã hội ấy. Lúc đấy ấy, tất cả mọi người đối diện với vấn đề là một kiểu rất là né. Thì chị muốn làm một cái album mà nó khơi gợi cái ở trong mỗi con người sự đối mặt với cuộc sống đấy, sự mạnh mẽ lên, bạn đừng có sợ hãi gì cả. Stand your ground là mình đứng lên, mình cho cái tiếng nói của mình bảo vệ mình, và mình có một cái thái độ rõ ràng đối với cuộc sống xung quanh. Nói là làm, đó là cái thái độ của bản nguyên. Bây giờ là cái câu chuyện của Con Sông Ngón Tay, nó là một cái trạng thái ngược lại đại khái thế, tức là nó mềm mại hơn, nó giống như nước, cái kia là dương và lửa, cái này là âm và nước, nhưng mà nó vẫn là cái sự gọi là continuous, tức là cái sự tiếp nối của cái chủ đề là đi vào trong lõi của mình mà bản nguyên đã làm. Thế thì cho nên là chị thấy ô hay quá, nó như một cái duyên ấy, tức là nó đến hẹn thì lại lên. Nó mềm mại hơn, chấp nhận sự mình chấp nhận cuộc sống và vẫn đi vào bên trong, nhất là khi mình vừa trải qua cái mùa dịch Covid nữa nhá, thì cái xu hướng là nó muốn gột rửa những cái vấn đề, những cái khúc mắc, những cái loằng ngoằng bên ngoài và hướng nội hơn, nội tại hơn, nhìn vào bên trong mình hơn. Hà Nội chiều tháng 3, tôi nghe mưa bay trong lòng mình thật dịu dàng, rồi tự nhiên bao nhớ thương vời vợi trên gác chuông. Thì em muốn lái qua một câu hỏi liên quan đến sự thành công. Thì không biết là trong suốt bao nhiêu năm làm nghề, hai mươi mấy, ba mươi mấy năm của chị và anh Minh, thì cái thước đo thành công của mọi người bây giờ là cái gì? Cụ thể mình nói trong cái album này thì là mình đã thành công ngay từ lúc mà mình viết được ra cái mà mình nghĩ viết thật. Đấy là thành công với riêng mình. Mình thấy cái bài nó hay, đấy là thành công rồi. Chị lại muốn nhắc đến một việc rằng là trong cái album này đấy có 12 track, 12 bài. Nhưng mà có một cái bài bonus là bài Mộng. Cũng có nhiều khán giả đặt câu hỏi cho chị là cái bài này nó không có giống như cái mạch còn lại của album thì tại sao lại đưa vào.
Lý do mà chị đưa bài hát vào là bởi vì đấy là cái bài hát đầu tiên của anh Minh mà chị thu âm. Đấy là, đấy là bài đầu tay của anh. Cái ý nghĩa của bài Mộng vào trong cái cuốn album này nó chỉ đơn giản là như vậy. Nó là một cái sự nhắc lại một cái kỷ niệm. Và đối với bọn chị là những người cũng khá là đông đông tuổi rồi hả, thì là các em Gen Z còn gọi là bác với cô. Không, em bây giờ đi hát là toàn là cô Hà đấy, cô Hà xưng con. Thì trở lại câu hỏi của em, sự thành công cũng là tiếp bước, tiếp tục bước đi và vẫn mang theo cái quá khứ của mình. Cái quá khứ đấy là những cái mơ ước từ thuở trẻ của mình, rồi là cả cái việc là tôi là ai. Từ ngày xưa tôi là cái hạt mầm như thế nào, bây giờ tôi vẫn bước tiếp và tôi carry on cái hạt mầm đấy. Giấc mơ của tôi lặng như những đám mây trời xa mênh mông, rồi một ngày trái đất sẽ ngủ yên, tình yêu chôn giấu nơi đâu. Hết trong im lặng để chẳng thấy. Trong suốt cái quãng đường mọi người đã đi đó, không biết là bây giờ nếu mà được gửi một cái lời nhắn tới bản thân mình lúc 20 tuổi, lúc 16 tuổi thì đó sẽ là một lời nhắn gửi như thế nào? Lại là anh trước. Em nhường anh được chứ. Lời nhắn của anh cho cái tuổi trẻ thì anh thấy là mình đi qua rồi, mình thấy là mình không thể kéo lại được. Hồi trẻ thì dại lắm, nhưng mà lời nhắn là cứ sống thật và dám trải nghiệm, sống thật và dám trải nghiệm, dám trả giá. Hay thế. Chị sẽ nói với tuổi trẻ của mình là đừng sợ hãi, đừng sợ hãi. Em nghĩ chị hiện tại cũng đã làm được điều đó rồi. Thực ra thì là cũng là nói với bọn em thôi nhá, tại vì các em cũng đang tuổi trẻ mà. Khi mình trẻ, mình có những hoài bão, mình có những ước mơ, rồi cũng có những người may mắn là thực hiện được, có những người thì chưa thực hiện được ngay. Thế xong rồi sẽ đến những cái giai đoạn nhé, mình trải qua là mình sẽ bảo ồ, mình không thực hiện được hoài bão, không thực hiện được ước mơ của mình, rồi mình buông bỏ, rồi mình chán nản. Nhưng mà cái điều mà chị muốn nói với tuổi trẻ của chị là đừng sợ hãi và kiên nhẫn. Hai điều đấy thôi. Bởi vì có khi á, mình chưa làm được ngay lúc này, nhưng mà 5-10 năm nữa, ở vào một thời điểm khác thì mình lại thực hiện được đúng cái giấc mơ của mình đã mơ ước từ thời trẻ. Đúng là như thế, thời trẻ này không nghĩ đến cái từ kiên nhẫn nhiều, không nghĩ. Bây giờ mình thấy cái đấy rất là quý. Sau này, tức là phải ngoài 30 trở ra đây thì mới bắt đầu từ từ học được cái tính kiên nhẫn. Chị thấy là đúng là cái tính kiên nhẫn đấy nó bù đắp cho mình ghê gớm luôn á. 30 năm là kiên nhẫn rồi. Hả? Mình 30 năm là quá kiên nhẫn. Kiên nhẫn đó. Tự nhiên mà kiên nhẫn tự nhiên không phải là cố. Kiên nhẫn lắm, làm cái gì cũng kiên trì. Chấp nhận là có thể lúc mình làm nó chưa thành công ngay đâu, nhưng mà cứ kiên trì. Cảm ơn chia sẻ của hai anh chị. Thì bây giờ đến hồi kết của Bích Tất Nhạc, mọi người giúp tụi em thêm một cái là hãy kể tên một nghệ sĩ trẻ ở Việt Nam mà mọi người muốn hợp tác trong tương lai. Các nghệ sĩ trẻ thì anh cũng chưa hợp tác với ai, nhưng mà anh nhớ đến thời gian gần đây thì hay trẻ nhất là chị Hà. Thời gian gần đây thì hay nói với chị Hà là Tờ Linh này, Vũ thì nghe dạo trước cũng hay, Vũ và Thắng cũng rất là hay, Thắng Ngọt. Thì chị vẫn giống anh Minh, một điều là chị vẫn thích Ngọt. Chị cũng thích The Linh, chị thích Cam. Cam thì chị cũng đã hợp tác được một bài rồi. Trong tương lai, nếu mà đang hỏi là người nào mà chị chưa từng hợp tác ấy, thì chị sẽ muốn được làm việc với Mazus, với bạn Nân, một bạn tên là bạn Nân. Và của Kiên Sắc. Con Kiên Sắc. Và Mỹ Anh cũng là một cái bạn trẻ mà chị rất là mến. Cảm ơn mọi người đã đến với Bích Tất Nhạc và chúc mọi người sẽ luôn có được sự hạnh phúc và sự thành công trên con đường âm nhạc tiếp theo. Cảm ơn Bích Tất Nhạc rất là nhiều. Cảm ơn mọi người, cảm ơn các cháu. Cảm ơn các cháu đã nghe cô chú nói chuyện. Cho chú hỏi, cho anh hỏi một câu nữa, tại sao lại đặt tên là Bích Tất Nhạc? Tên rất là hay, nghe phát nhớ ngay, Là tại Bích Tất là biết hết, biết hết cả, biết tuốt. Biết tuốt. Tất cả. Biết tuốt. Tất cả. Rồi. Cảm ơn mọi người. Có mùi một tí nhưng mà rất hay. Phải mùi thì nó mới, nhạc có phải mùi thì nó mới hay đấy. Ok, cảm ơn mọi người. Bye bye.